Đây. Đây Thành bán cái máy bơm rửa xe này ha. Ruby nè ha. 36V, 2 pin 2.5. Với lại dây súng ha, dây súng này là ở đây ha. Đó. Cái này clip trước mình cũng đăng rồi. Đăng 3.8 ha, 2 pin 1 sạc ha. Đó. Rồi, anh lý hai cái máy đây nè. Hai máy ha. Cái này là bữa có clip rồi để vô là nó chạy vô ngắt phải tắt lại mọi người. Đó, cái này trước mình cũng đăng luôn hai cái này 1 triệu nha. Đó, cái này bắn. Cái này mình cũng chưa test luôn, test hơi luôn. Đó. Ha. Ok ha. Đó, test thời cái này cho mọi người xem. Để test thời cái. Test thời ok nha. Đó. Đó. Cái này ha, tặng cho mà 5 cái đinh này luôn. Đó, 4 dây đinh ha, 5 cái này. 1 2 3 4 ha. Có 2 này 1 triệu ha. Đó. Coi như là phần hơi ha, còn phần pin coi như là nó hư đi. Đó. Đó, lấy motor nè. Có 2 cái 1 triệu nha. Đó, tặng 5 cái miếng này. 4 miếng này, 4 miếng rưỡi. Đó. Cái không bán lẻ nha. Đó, thì test thời ha. Đó. Cái này 3.8. 2 pin, 1 sạc 2.2 dây luôn ha. Rút led không than ha. Cái này trước. Đó. Rồi. Rồi, thanh lý đây. Cái này mang guitar cắt cưa nhỏ kia nè ha. Đó mà đây nè ha. Đó nó có như vậy thôi. Mang guitar ha. Đó, này thành lý này cũng đỡ nguyên vậy ha. Đó. Đây, mic guitar, mic da bằng ha, mã của nó đây. Rồi, con này bán 350 luôn ha. Đó. Đó mọi người về chế gì chế ha. Đó, còn như đây thôi nha. Đó. Đó. Đó, còn như đây nè mọi người xem ha. Đó. Cứ đó, cắt lam vô đây ha. Đó quay nè. Quay còn nhẹ ha. Đó, Muri gì nữa ha. Đó mọi người ha. Có vô đây ha. Đó. Rồi, 350 nha. Mang guitar cái cục này nè, cưa cành hay gì nè ha. Rồi. Rồi con Ruby này nè. Đó. À, bị cháy hay gì nè, hồi trước mua để mình về mình chế cái bơm hay gì ha. Đó, nó vậy nè ha. Thì bán vô 350 con luôn ha. Đó, hai con. Bao nhiêu bán xác nha mọi người ha. Đó Ruby nè. Rồi về chế bơm hay chế gì ha. Đó. Đây ha, nó nguyên chị vậy ha. Con 350 ha. Con này nó mất cái van gì nè ha. Đó, nó như bị cháy mọi người. Mình trước mình mua về mình đi lấy đầu bơm thôi. Đó, dây điện còn ha. Đó, 350 con ha. Con này nó có mất cái bài ở đây ha. Đó. Đó, chế bơm hay là gì muốn lại ha. 350 đó. Bắt áp 2000 BSD ha. Đó, Ruby. Bốn xe ha. Đó. 350 luôn ha. Đó, bán xác nha mọi người ha. Đó, người về chế gì chế ha. Rồi mình về được ít cái búa mới. Rồi bán con bạn cái bơm này cũng mang guitar nè. Mình cũng nhìn định về chế bơm pin nè. Này mọi người về chế ha. Bán 300 luôn. Hai bắt đầu đây mọi người chế cái bơm cái máy motor mấy con motor copy gì ha, chế vô rồi thành bơm rửa xe ha. Này cũng mang guitar gì đó, này trong mình đợi mua ha. Đó, 350 luôn, 300 chứ. Rồi bán ba cái này, thành lý ba cái này 500 đó, người không có mình mua rồi không có test gì. Như cái này còn chạy mà thiếu cái đầu thì nói chung là nè thiếu cái đầu dặn vô thôi ha. Gì ha. Cái này thì có đầu mà đầu bự hơn ha. Đó. Nói chung mình bán không có tép nha mọi người ha. Đó, để cái này miếng dừa không.
nhưng nó không vừa nữa. Đó. Cái đầu này ha. Chúng lấy qua đây vừa không nè ha. Đó. Ba con này 500 nha, bán vậy luôn ha. Đó, người giờ lấy đồ nè, đầu nè ha. Đó. Rồi này bóp còn ok nha. Rồi này lỏng ha. Đó ha. Đó, bán tình trạng vậy nha. Đó, người xem kỹ ha. Không biết cái đầu này gắn ở đây được không, mình cũng chưa thử nữa. Đó. Giờ chế la sát. Đó, càng quanh cây chắc được đó ha. Này ngắn hơn. Đó, chắc lấy đầu này qua được ha. Đó. Ba cái này 500. Đây bán lấy phụ tùng nha. Đó, mình cái này cò bóp được nè. Còn hai cò này không á ha. Đó. Rồi. Đây, búa ha. Đó. Búa à. Này quay tay người ta đó, đây búa nè mọi người. Mới có 700 ha. 717.000 nè ha. Đó. Đó, tôn là 1/2 nè, HT505 nè ha. Đó. HT05 là cây lớn nè. Đó. Còn cây nhỏ này ngắn hơn chút là HT225 ha. Đó, cái này 700. Ha. Đó, bản nè. 420 nè ha. Đó, đây. Mới chưa xài nha mọi người. Đó, dài khoảng 42. Đó, mọi người tra thông số lên ha. Đó, nhiều gậy ha. Đó. Cây lớn thì bán 140.000 cây nha mọi người. Đó, cây này ngắn hơn chút thôi. Đó. 120. Ha. Đó, người nào muốn mua số lượng thì mình có vài chục cây nha. Ăn 100 cây ấy. Đó. Đó, mua thì liên hệ mình ha. Về bán lại. Đó. Này có cái nó chóc tem, có cái nó ha. Đó, vậy. Yeah. Ha. Đó, 700.000 nha mọi người ha. Thấy chưa? Đó, 700 nè, HT05 nè. Đó, tôn ha. Đó. Rồi cái búa nhỏ 120 nha mọi người, HT2.5 ha. Cũng vậy luôn, 49 ha. Đó, búa này quá đẹp. Đó, chiều dài nó khoảng 42 nè. Đó, đầu búa ha. Rồi người cha thông số lên giúp mình nè. Đó, người bấm là búa tôn nè. HT05 ha, sản xuất tại Nhật ha. Đó. Nó chưa xài luôn nha mọi người. Đó, có cái thì nó chốc tem. Cái thì nó chút ra mọi người ha. Thì mình bán sẽ lựa cái nào có tem cho mọi người trước ha. Đó, còn mấy cái này cũng dơ mới luôn. Ha. Rồi cây lớn này 140, cây này nhỏ này 120 ha. Rồi nào mua số lượng thì liên hệ mình ha. Rồi cảm ơn mọi người nha.